Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dưỡng khớp Abifa do Abifa sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về dưỡng khớp Abifa cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm dưỡng khớp Abifa có thành phần là đương quy 65mg, mã tiền chế 80mg, ma hoàng 56mg, cam thảo 25mg, thiên niên kiện 25mg, ngư tất 25mg, nhũ hương 25mg, mộc qua 25mg, một dược 25mg, phòng phong 25mg, đỗ chọn 12,5mg 3 kích 45mg, cầu tích 65mg, thương chuột 35mg, độc hoạt 25mg, khương hoạt 25mg, quế chi 25mg. Dưỡng khớp Abifa được bảo chế dưới dạng viên nang. Dưỡng khớp Abifa mang lại cho người dùng công dụng, bổ can thận, khu phong, mạnh gân cốt. Hỗ trợ điều trị đau nhức do thoái hóa khớp, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, khớp vai, khớp háng, khớp gối giúp cải thiện khả năng vận động và các triệu chứng khác của viêm khớp. Hỗ trợ điều trị phong, hàn, thấp gây ra, đau lưng, mỏi gối, mỏi tê nhức chân tay, đau vai gáy, gân xương khớp. Sản phẩm dưỡng khớp Abifa được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của dưỡng khớp Abifa được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, uống trước khi ăn 30 đến 60 phút. Uống 3 viên trên lần, uống 2 lần trên ngày. Mỗi đợt dùng 3 đến 4 tháng đối với các trường hợp bệnh nặng phải dùng lâu dài. Chú ý, khi mới dùng ở một số người bệnh có thể thấy đau tăng lên. Đó là biểu hiện tốt sự đáp ứng của cơ thể với các thành phần có trong viên dưỡng khớp Abifa, vì thế người bệnh cần yên tâm, kiên trì sử dụng. Qua giai đoạn này các triệu chứng sẽ giảm dần và sẽ hết hẳn sau 5 đến 7 ngày. Chống chỉ định khi sử dụng dưỡng khớp Abifa, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng dưỡng khớp Abifa, người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của dưỡng khớp Abifa không được sử dụng. Nếu bệnh nhân bị dị ứng phải nói cho dược sĩ hoặc bác sĩ biết ngay lập tức. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dưỡng khớp Abifa, đồng thời biết cách sử dụng dưỡng khớp Abifa sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.